Nghe tiếng game của anh không Đức? Có mà anh chạy anh dùng loa mà. Ấy giờ muốn 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 khử tiếng game được không? Dạ không, trừ phi anh dùng tai nghe. Anh dùng tai nghe thì may ra còn chữa được, chứ cái này là anh dùng loa ngoài thì không được rồi. Ai Đức, Đức thử quay lại trận này cho anh coi cái bên Đức nó nghe làm sao để anh chỉnh nhé. Phát này à? Cũng được. Để coi nè. No charges left. Alo Đức ơi, Dạ. Đức thử quay lại trận này để anh coi cái loa bên anh nó làm sao vậy Đức. Dạ thì đang quay mà. Đang quay hả? Dạ. Ok. Ủa trong đây có con nào mà máu trâu hơn con nào không, hay con nào lượng con máu nào cũng như nhau nhau? Cả. Con nào cũng như nhau cả hết. Hai đứa. Còn hai đứa nữa. One enemy remaining. Còn một thằng nữa đâu? Còn đứa nữa. Cần mình tranh space đi. Kệ đó, mình chỉ cần căng dây rồi. Đức, Đức cầm súng 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 nhiều đạn đi Đức. Đức cầm súng nhiều đạn đi anh đi, sao anh hỗ trợ cho. Đức nè, bây giờ Đức 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 đi trước anh nha, anh đi sao anh hỗ trợ Đức, có gì Đức do Đức xả đạn điên cuồng luôn nha. Đức khẩu nào? Deep breath. Revealing area. Giờ đánh vô đây không? Đánh đánh vô đó không? Hay là sao? Đi thôi Đức, đừng chạy Đức ơi, đi thôi đừng chạy, đi thôi đừng chạy. Đây nè, đây nè, một thằng nha, một thằng nha. One enemy remaining. For you. For you. Đây bắn hay quá hả? Đâu, mấy anh kia kìa, chứ em nó bắn rồi. Anh kêu tay bắn hay. Mua được cái khẩu 3.200 chưa? Đức có nghĩ giống anh không là mình nên đánh qua B không? Dạ. Qua B á, thôi mình cứ sang cả hai bên cho an toàn, chứ quyền đám cả bên nó qua bên khác á. Revealing area. Ok 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 ok. Nó chậm rồi, nó chậm rồi.
One enemy remaining. Đừng chạy đó, đi bộ thôi. Nó nghe tiếng chân. Nghe tiếng chân. Nó trốn thôi. Thằng nào chạy? Nè nó đây nè. Ủa không phải. Ấy nó gần Đức á, nó trước mặt Đức kìa. Hay quá Đức. Leave them no escape. Revealing area. Ủa? Trời ơi, bấm lộn chiêu rồi, lộn chiêu rồi. Đông. Shut down. Ở đâu? Ở đây nghe ở A luôn á, ở A đông lắm. Nó núp ngay sau tường á. Ấy nó chuyển. Đánh rồi đó. Nó chuyển rồi. Tiếng nước. Nó chuyển qua kia rồi. Revealing area. Enemy found. Hay em đứt. Cầu 1 có cầu 1 thì phải cầu 1. Má còn 2 lận. Giờ canh spray thôi. Ôi thằng kia còn có tí máu à. Trời ơi, có mặt độc lên. Ủa mà mày chiêu lại vậy? Mày ít máu rồi bắn không lại bên đó đâu. Đức qua đây anh, Đức qua đây. Đông có ba thằng. Một thằng.
Ơi, có một thằng này đang đứng luôn nha. Nhưng mà nó bắn xuyên tường được hả? Không, cái chiêu của nó là sắc thương gậu. Sao anh núp xuyên tường mà nó bắn anh chết được luôn kìa. Bắn anh chỗ khác mà. Chỗ nào? Vậy là nó móc mình đó hả? Spike planted. Thằng này mới chơi. Anh kiểu đi bộ thôi mà em thấy không? Nó chạy mình bốn thằng nó chạy rầm vậy. Act on my intent. Don't give them time to reposition. Into the unknown. Nó yếu rồi Đức, nó đánh qua bên đây nè, nó đánh qua bên đây nè, Đức. Đức cầm gì vậy? Nó bên giữa nè. Nó ở đâu vậy? Player standard. Ờ, tiền cái team nó bắn ghê thiệt á. Anh mua lộn súng mà giờ trả súng sao? Cái súng nhắm nó là bắn viên chết cây trên hay cây dưới? Cây dưới á. Ok, yểm trợ cho anh bắn thử nhắm nha. Một viên chết đúng không? Revealing area. Nhắm vào đầu á. There they are. Qua đây em chạy anh nha, One enemy remaining. Đi Đức đừng chạy, Đức nó nghe tiếng chân á. Ơi còn có con thằng thôi chạy kiếm nó luôn đi. Revealing area. Thirty seconds left. Why? Bơm không? Bơm ra. Tôi có 4, 4, 4, 4, 4.
Má anh không biết gỡ bơm luôn á. Nó bắn anh còn có 4 giọt, anh sắp chết luôn. Their crew got sloppy. Punish them. Punish them. Together. Revealing area. I see multiple enemies. Ouch. Ôi. Get started. Qua kiếm chợ. Ơ giờ anh chạy lên chạy sao? Đức đợi anh đi chung mà Đức, Đức ơi. Đợi anh đi chung, đợi anh đi chung. Quá ok Đức ơi. This isn't a fight. It's stealing lunch money. Team giờ có 3 người căng tay nè. Anh đây thằng kinh địch cũng mệt lắm nha. Thằng nào? Thằng già mà râu xồm á. Nó là cái gì vậy? Nó là cái gì? Nó tạo ra cái vòng tròn xong rồi phóng lửa từ dưới lên á. Mình mà không né được thì chết luôn. Rồi đi Đức, đi qua đây đánh nè, đi qua đây đánh nè. Một đứa, có một đứa thôi, ở đây có một đứa thôi. Enemy spotted. Ơi đâu ra vậy? À bác nhắm mắt ghê. Vô đầu hả? Cái đó là vô đầu hả? Let's get these idiots. Trận này anh thấy có vẻ căng lắm. Đánh qua bên kia luôn nha, đánh qua bên kia luôn nha. Anh dựng tường bên đây để nó khỏi qua đây. Có gì nữa không? Tự tan hả? Mà. Rồi qua bên kia đánh lẹ, qua bên kia đánh luôn đi, qua bên kia đánh đi. Ơi độc. Con. Chưa, để anh hồi sinh cho. Lưu liền. Má thiệt tình luôn á. Ok chưa, anh trả thù cho Đức rồi. Má mới hồi sinh luôn á. Thằng đó bắn nhắm hay quá ha. Bắn nhắm mặc dù thế nhưng mà suýt được đứng bét luôn kìa.
Keep them out. Keep them out. Qua đây, qua đây, qua đây. Ơi, 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 nó đánh vô kìa. Nó đang vô, có con thằng đang vô, có thằng đang vô. Ui, nó bắn hay quá à. Anh bắn được 123 máu của nó. Hay hay. Spike planted. Spike planted. Joke's over. Ơi bị móc kìa, có cách nào mình kêu nó không? Thằng bắn nhắm ghê quá Đức ơi. Bom nào, bom nào, ai giữ bom? Hả? Chưa, chưa có. No charge left. Healing. Healing. The dealing area. Ôi, hai thằng kìa, ba thằng kìa. Ở trên, ở trên. Player standing. Kính chống đạn hả? Gen nó thế. Revealing area. Found them. Có hai nha, có hai nha, có hai á. Nó dưới hả? Dạ. Bom đi, mà coi vô này. Thằng này nó chỉnh cái tâm sao nhìn hay quá, nhìn tâm dễ bắn quá. Cái tâm á, dạ. nó chỉnh sao left. Ta one enemy
quá, hay quá. Don't mess with this Diana. Look at me. I know I am by your side. No charges then. Oh, ah, không ai lấy bao mà. Together. Ơi. Spike drop. Get out of my way. Bơm cái đất, bơm cái đất, quay lại lấy cái đất. I have the spike. That brimstone can't stop me. Đông nha. Ơi, coi chừng á. I'll find them. Revealing area. Multiple enemies. Pha này thằng này mà giết 4 thằng là mát hay luôn á. Mà này nó thuộc dạng là hình như mới chơi sao á. Chát quá hả? Got it. Hình như nó thuộc dạng mới chơi á. Phải tên in game nó là chát không? Ê Đức, hay mình đánh qua bên kia Đức, mình đánh qua bên này mình toàn bị chết không à? Mà giờ nguyên trang qua bên kia mà. Thôi qua đây đi. Tấn công mà đi lẻ vậy. Qua đây. Revealing area. Enemy spotted. Welcome to my world. Ơi có hàng móc, có hàng móc. Take it out.
À rồi, bây giờ bom, chạy nhanh lên. Last player standing. Tôi thấy tác hại của việc đi lẻ vậy đó. Tôi thấy tác hại của việc đi lẻ chưa? Đi chung đi, gió chắc, đi chung đi, gió chắc. Ôi ôi đi, anh ơi, đồ ôm về. Hả? Quăng ra sao? Quăng ra làm sao? Chỗ đó hay đánh lớn lắm á, hay đánh lớn lắm á nha. There they are. Hi, hi. Jump over. Got dead. Ra là bắn nhau liền á, One enemy remaining. Gặp nó đó, hay quá đó. Escapes my sight. No one. Commendable. Again. Ủa, đến là hai trận nữa thì mới mắc coi được. Ơi qua bên kia đứng rồi. Thôi đứng bên đây thôi, mình đi móc đi. Đứng bên đây thôi mình đi móc qua. Không, đi đường này cũng được, đi đường này cũng được nè. Móc rồi, móc nó đi, móc nó. Đi trước anh này, đi trước anh này để anh có gì anh phải nói anh hồi sinh luôn cho. Chứ anh chết mà không ai hồi sinh đó. Sao hả? Yeah. Hai thằng lộng. Enemy yếu rồi. Hay. Oh wow. You guys suck. Alo. Dạ. Dạ rồi. Giỡn rồi. Don't look up. Dạ. Revealing area. Get out of my way. Dạ. Chứ.
One enemy remaining. Ui lẹ vậy. Hơn thì cầm dao chứ hồi nãy em đang bắn cung á, gặp nó rất rắc cái là chết rồi. Revealing area. Sound down. I am the hunter. Ủa là sao? Nó không hiểu trái là sao nha. Thôi đi đường kia đi. Chết rồi, không đủ tiền mua súng rồi giờ sao đó. Đâu lấy con nào anh cho. Cái gì? Em cho con súng đó. Súng gì? Ở đây là quăng chanh rồi đó. À rồi. Let's fly. Revealing area. Còn một quá, còn một. Có đứa đây nha. Đây là ngoài nè. One enemy remaining. Tên nó đặt anh Ti ngu ngáo. Anh Ti chính đồng đội mình luôn. Chết luôn hai ba thằng gì đúng không? Anh mới thấy nè. Nó tự sát luôn. Ủa MV hả? Ấy cái gì nè? Cái màn hình hiện lên cái new again gì nè. Can be gì đây nè, là bấm đâu? Not right now hay là go to setting screen? Chỗ nào? Nó kêu anh mở nhân vật thôi. Dạ. Mở nhân vật đi. Anh chọn anh thích nhân vật nào mở. Ủa? Thích thằng nào mở thì được thằng đó hả? Dạ. Chết cha, lỡ bấm bậy rồi, giờ đổi thì được không? Không, một cái bấm là không đổi được. Trời ơi, giờ lỡ mua cái thằng gì vậy? Cái thằng này, thằng Brick, em biết thằng Brick không? Nhìn nó già già hay là sao? Thằng già già á. Già già mà nó, ổng đội mũ hay là không đội mũ? Không đội mũ, tóc dài á. À, thằng cha đó hả? Chủ yếu chưa nó là gây choáng. Với lại nó có cái chiêu xuống lửa. Tự nhiên cái mở phải thằng cù bắp rồi giờ sao? Thôi để đợi đợt sau vẫn mở được mà. Mở được hình như tối đa 2 hoặc 3 nhân vật á. Tự nhiên mở thằng tàu lao.